Thank you.
Tân, Giám đốc Tây là người dẫn chương trình, xin long trọng gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, cô sau Hồng Trung, chú rể Hoàng Trung được kết duyên tơ hồng, đám cưới nên vợ nên chồng nay đã thành hiện thực. Hiện thực đó chính là ý nguyện của hai bên gia đình họ tộc và cũng chính là tâm nguyện của toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện trong buổi tiệc mừng hôn lễ ngày hôm nay. Vậy ngay bây giờ chính là thời khắc thật xúc động và thiêng liêng, hạnh phúc ngập tràn biết bao của cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị hãy cùng ánh mắt của mình về phía cổng chính sân khấu đại tiệc để cùng chào đón hai gương mặt đẹp rạng ngời nhất, chú rể Hoàng Trung, cô dâu Hồng Trung. Hai em hãy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể xuyên hôn, trân trọng được kính mời. Với biết thưa quý vị, cô dâu chú rể họ đang tay trong tay dắt nhau đi chung trên một con đường đến bên bờ hạnh phúc. Và từ nay họ đã thật được tâm nguyện của mình sẽ cùng nhau trở về chung sống trong một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà bấy lâu nay đã từng mong đợi. Với thưa quý vị thân mến, với kính thưa quý vị thân mến, và để có được giây phút trọng đại như ngày hôm nay, đó là nhờ vào công ơn trời biển của các đấng sinh thành dưỡng dục ra cô dâu và chú rể. Vậy ngay bây giờ xin trân trọng kính mời các ông các bà là những người sinh thành ra cô dâu và chú rể hãy cùng tay trong tay bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể xuyên hôn. Trân trọng kính mời phái đoàn nhà gái, trân trọng kính mời bố Quảng Văn Sáng, mẹ Lò Thị Nhật là các vị thân sinh ra cô dâu Hồng Trung của chúng ta, hãy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể xuyên hôn và cách nghĩa tình thông gia với gia đình nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bố Lò Văn Ban, mẹ Hoàng Thị Khiên là các vị thân sinh ra chú rể Hoàng Trung của chúng ta, hãy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Quý vị thưa quý vị, niềm vui mừng hạnh phúc biết bao đang lời nụ cười trên môi của các ông các bà là những ngày làm cha làm mẹ đã có công sinh thành ra cô dâu và chú rể. Đó chính là ngày dựng vợ và chồng cho các con thưa quý vị. Và đúng là sau bao nhiêu tháng đời năm chờ, niềm vui mong đợi bây giờ là đây. Hôm nay ngày vui xô xẩy một nhà, mừng cho hai họ tơ hồng kết duyên thuận hòa. Thuận hòa êm ấm chắc sau thông gia tình nghĩa mặn mà đây. Và trên sân khấu tình yêu lúc này đây là những gương mặt đẹp rạng ngời nhất cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình. Và để biết rõ hơn nữa giờ phút này đây, tôi xin phép được giới thiệu tới toàn thể quý vị. Đứng ngay cạnh cô dâu Hồng Trung xinh đẹp, đó là sự hiện diện của bố Quảng Văn Sáng, mẹ Lò Thị Nhập là các vị thân sinh ra cô dâu Hồng Trung của chúng ta. Xin mời ông bà bước lên một bước quý chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời ạ, một tràng thật lớn của quý vị để chúc mừng. Và kính thưa quý vị, đứng ngay cạnh chú rể Hoàng Trung đây, đó là sự hiện diện của bố Lò Văn Ban, mẹ Quảng Thị Khiên là các vị thân sinh ra chú rể Hoàng Trung của chúng ta. Cũng xin mời ông bà bước lên một bước quý chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời ạ, một tràng thật lớn nữa để chúc mừng. Và kính thưa quý vị, và đứng ở chính giữa sân khấu tình yêu là hai gương mặt đẹp rạng ngời nhất cô dâu Hồng Trung, chú rể Hoàng Trung. Hai em nắm chặt tay nhau bước lên một bước quý chào ra mắt toàn thể quý vị, một tràng thân ấn của quý vị để chúc mừng. Và kính thưa quý vị, trở lại câu chuyện tình trăm năm của đời vợ chồng trẻ, có thể nói rằng yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc của mỗi con người chúng ta. Và chúng tôi thì cũng có thể khẳng định rằng ở đâu có dấu chân người, từ đó ắt sẽ có tình yêu. Và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, trẻ hay già, sắc tộc hay màu da. Và dù là trai hay là gái, dân tộc Kinh, tộc Thái hay là dân tộc Tây, chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống, nó là hơi thở, là nhịp đập cho con tim. Tình yêu có một điều tiềm ẩn rất có giá trị, là điều kỳ diệu thật tuyệt vời đối với những ai biết trân trọng và trân trọng tình yêu. Và tình yêu thì không phải do Thượng Đế và Thánh Đức Chúa Trời ban bơi hào phóng ban tặng cho loài người chúng ta nói chung, cho cô dâu chú rể tới bạn trẻ ngày hôm nay có tìm được tình yêu đích thực và đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay biệt cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản gần thân, mấy sông ta cũng về, mấy vạn đèo ta cùng qua. Quý vị thân mến, tình yêu nó rất đơn giản, thiết thực, nhưng nó thật gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn bé, còn trẻ thì chú rể Hoàng Trung, cô dâu Hồng Trung đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của các ông, các bà, cha mẹ hai bên gia đình. Và khi con lớn trưởng thành, trên bước đường học tập công tác thì đôi tân hơn, nó quen biết
gặp gỡ, tìm hiểu rồi yêu thương nhau, thì hai bạn còn quyết định cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu. Thế ngày hôm nay cũng đã cập được bến bờ hạnh phúc, được hai bên gia đình đồng lòng đồng ý, được đảng ủy chính quyền sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh. Thì ngày hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022 là một ngày lành tháng tốt, được gia đình ông Quảng Bắc Sáng, bà Lò Thị Nhọt, địa chỉ bản Còng, xã Phổng Long, huyện Thuận Châu long trọng tổ chức lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ. Sự hân hoan của toàn thể quý vị khách quý đó trong niềm vui mừng hạnh phúc lớn lao đối với đại gia đình chúng tôi, và trong không khí vui tươi trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay và giây phút trang trọng này, tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy của cô dâu Hồng Trung, chú rể Hoàng Trung chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo lớn của quý vị để chúc mừng ạ. Bảo vệ cao lên đi nào, gia đình hạnh phúc của chúng ta nở nụ cười thật tươi lên đi nào. Vỗ tay to lên toàn thể quý vị ơi. Và đúng là để về lấy chồng, lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Mà cây có gốc mới là cành xanh lá, có các nguồn mấy biển cả sông sâu sông dài, biển rộng mênh mông, tông trang nhấp mẹ đời đời không quên. Và ngày hôm nay đây, Hồng Trung, Hoàng Trung đã lớn lên đi xây hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều những điều dạy bảo là điều các con mong. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, tôi xin trân trọng thì mời và giới thiệu một vị đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn họ nhà gái sẽ có một số lời phát biểu cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể quý khách trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được chân thọ xuân mẹ xuân mẩy ai lại phủ lại con, còn cho chi tô khởi con sau này dám chiếc ải tả em nay ải thẩu em ké ra sòng phái nã sòng cầm. Ủy ban cán bộ tổ đội hợp tác các bà đông sòng sàm bác khẩu nhang hạc banh thấy nửa xử lý bị hồ kiềng ở quắp lắp bác hồng dòng quắp lý mắc đồ sầm làn xuất phải con đại dòng buồn cảm ơn. Xin được phú già tả nay phủ bên nốt bên tả các bà đông sòng bản sàm nã sòng ghen sàm xá khởi con sau này tàn nải đông em bà khổng châu hân con sòng tả làn hoa quốc khảo đó nhớ bản sai lại bản năm nhớ bác nông sùng bác tả mà bác bò bác mè hả hơn con khổng phòng đẹp bày phái khổng đại ỉnh đi qua có bất diệt bày cày báo lại bày ứng sòng mất mỏi mất làm còn lại sòng mất thành mất quay của ế các bà có bất diệt hỏng hạp rung trời hỏng phở lông quanh bồn là nên thèn đà sú sao đợt tiếng trắng này mặc men quén quan cần cho nên lại quan chưa lừa lạ chẳng cân số ảo lại quan báo báo xào chẳng cân số bò số mè chiếc phục về lông bền tà hóc quá trắng cái của hợp bày cái lại hở cần ủm ra sầu ảo dân lươn tại ngoa tại sân cả ba mớ xin mời mình đi qua sòng phải cho hân có trái sáo hà mờ sự hà nham hà lại mờ lý bên lì đi sòng phà mà sòng tăng có trái sạt lèn sữa hà lèn phát xuống hà bền đời sức đội thủ bền cù sân phù kim có trái tổ chức bằng cưới lòng hở sòng tàn nói hao tàn nói không tổng trần cả ba mớ xin trái này cáo này mây phủ bền ải bền em bền ải bền nong sòng bản sám na sòng hèn sám xá nàng bản nàng cuốn nhắc bên hành bảy bìa băng cản mắm đồ sàn làn sức khỏe cần sòng buồn cảm ơn cho ban tam này tam đi thứ mít trắng men bền nòng mây cho biết bằng đi bắt nắp đặt lóc phòng số lẩu mét lẩu má bà mét bà số có trắng chiếc trào chiếc chân các bạn lúc em bảo hóc quốc và sáu bóng ma hà bắt đầy sẽ đẹp kẹp nòi cái ba mới xin cần có trời tạm nả lúc em bảo phòng chú hân thời sòng chúc hợp bò hợp mê và tuần lúc phùng tà ý ai sòng sáng phát khẩu tách cầu tách xếp phần con hồng ăn xiểm sai thẩu kế bằng dân hóc quốc thì nhắn nhất chúc phải xin đúng nhất hồng với đồng nào bạc ca có đầy ngất này bạc hài có đầy ngất ế ai ép với đồng nào mắc yên số số chúng bé tỷ sòng sáng tỷ ở đây ép với đồng nào khăn xiểm sáng với đây đâu. Vâng, tất cả thân mến, và vừa rồi đó chính là lời phát biểu cảm ơn chân thành của gia đình họ nhà gái chúng tôi đối với tất cả quý khách trong ngày vui hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gửi mắt lên sân khấu tình yêu để chúng ta sẽ cùng chứng kiến những nghi lễ rất là long trọng trong ngày vui hôm nay. Rất biết tất cả thân mến, và để chắc chắn nhẹ vợ chồng nhấn đăng ký bật tất hồng trao tay chứng minh đơn bạn từ nay cùng chung ý nguyện đắp xây gia đình giây phút này đây. Chân trọng kính mời cô dâu chú rể hãy cùng tiến lên phía trước một bước, cùng quay mặt vào nhau, cùng hai mắt vào nhau và sẽ cùng trao cho nhau hình ảnh cập nhật hợp hơn trước sự chứng kiến đoàn thể quý vị. Chân trọng kính mời hai em ạ, và cùng quay mặt vào nhau ạ, hướng ánh mắt vào nhau, quay mặt vào nhau để cùng trao cho nhau hình ảnh cập nhật hợp hơn trước sự chứng kiến đoàn thể quý vị. Và chú rể hơi khẳng định tình yêu to lớn của mình, chú rể có thể quỳ một gối xuống để trao chiếc nhẫn tình yêu cho người vợ yêu quý của mình được không ạ? Đó tuyệt vời đúng không quý vị, mà chúng tôi không muốn gì hơn mong muốn toàn thể xin dành cho gia đình cho con cháu chú rể chúng ta một trang thật lớn được không toàn thể quý vị ơi. Tuyệt vời đúng không quý vị, và nghĩa trăm năm cũng từ đây nguyện trao tay chiếc nhẫn này để làm tin và dùng mai lên thác sống gầy tình chồng nghĩa vợ vững bền ta có đôi đúng không quý vị. Vâng quý vị thân mến, và đúng là hôm nay con đã theo chồng
món quà kỷ vật tên Hồng Thành Bơi, chút quà kỷ vật mà thôi, mong cho cháu rể đời đời an khang. Hai bên gia đình cũng sẽ có những món quà thật giá trị, thật đầy ý nghĩa dành tặng cho hai con trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và vinh danh những món quà thật là giá trị, thật đầy ý nghĩa, những người thân sinh ra cô dâu của chúng ta. Đó chính là bố mẹ đẻ của cô dâu cũng sẽ có món quà thật giá trị, ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời vinh danh những món quà thật giá trị, thật ý nghĩa đến từ chú Trâm Hòa. Chú Trâm Hòa cũng sẽ có món quà thật là giá trị, thật là ý nghĩa dành tặng hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình em Hải Hiền ạ. Gia đình em Hải Hiền cũng sẽ có những món quà dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình em Tân Dung và món quà đến từ gia đình em Nga. Gia đình em Tân Dung và em Nga cũng sẽ có những món quà thật giá trị, thật ý nghĩa dành tặng cho hai anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời ạ. Món quà đến từ gia đình chú Trâm Hòa, món quà đến từ gia đình em Hải Hiền và món quà đến từ gia đình em Tân Dung và gia đình em Nga. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời ạ. Món quà của gia đình chú Trâm Hòa, món quà đến từ gia đình chú Hải Hiền và món quà đến từ gia đình em Tân Dung và món quà đến từ gia đình em Nga. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Thật tuyệt vời đối với quý vị, và đúng là từ nay thì đời ngoại chung lòng, chung tay chung sức, vun trồng yêu thương, giúp cho con trẻ trong đường vượt qua gian khó, kiên cường đi lên. Và đúng là sống trong bầy ngọc kim cương, khóc bằng đứng giữa tình thương hai nhà. Sống trong nhau luồng ngọt ngà, khóc bằng đứng giữa hai nhà keo sơn, đúng không quý vị? Tình anh em thông gian nổi ngoài, đó là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc để giúp cho con trẻ vững tin bước vào cánh cửa hôn nhân. Ở đó luôn có tình yêu thương và hạnh phúc. Và chúng tôi chỉ xin được chúc cho thông gia tình nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần đều có nhau, bên nội bên ngoại trước sau keo sơn gắn bó bền lâu suốt đời. Vâng, toàn thể quý vị ơi, những giây phút yêu thương hạnh phúc ngập tràn đang trực tiếp diễn ra trên sân khấu tình yêu của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi không mong muốn gì hơn, dù ai tặng vàng tặng bạc, không bằng một tràng pháo tay của quý vị đã. Một tràng thật lớn để chúc mừng gia đình hạnh phúc của chúng tôi nào, toàn thể quý vị ơi. Và phải nói rằng quà này thì mẹ để trong nhà, lễ khi con cưới làm quà tặng con. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để hai đứa nuôi con sau này. Và nhớ sinh một gái một trai nuôi dạy con lớn thành tài để mẹ vui, đúng không quý vị? Một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn, cảm tạ những món quà thật giá trị, thật ý nghĩa đến từ những người bố mẹ đẻ của những người thân sinh ra cô dâu của chúng ta. Trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Trâm Hòa, và trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình em Hải Hiền và em Tên Dung, và trân trọng cảm ơn đến món quà đến từ gia đình em Nga. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Món quà đến từ những người thân thiết nhất của chúng ta có thể trong buổi trưa ngày hôm nay, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và bánh này là bánh phu thê, món quà hạnh phúc ngày về bên nhau, cùng nhau nhân nghĩa chở cô đắp xây hạnh phúc bền lâu suốt đời. Và ngay giây phút này, trân trọng kính mời quý vị có thể hãy cùng tiến đến ta bàn là chiếc bánh tình yêu để cùng cắt bánh tình yêu trên ngọt sẻ bùi trước sự thực hiện đoàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hai em ạ. Xin chào tất cả các em đã cùng sánh tay trong tay cắt đứt từng bánh hạnh phúc ngọt ngào nhất trong sự chứng kiến tại thời của nghệ.
Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này là để chúng mình cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình, đúng không quý vị? Và một trang thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Đây là và đúng là rượu hồng đã tình cảm chất nồng, mừng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau nhấp chén đi bôi cho sắc nhật vẫn để vợ môi thêm nồng. Và từ nay nghĩa vợ tình chồng sẽ chia cay đắng mà nồng bên nhau. Giây phút này đây sẽ chào quý vị cho chú trẻ cùng tiến đến bàn tháp lê, cùng sánh tay trong tay rót những ly rượu hạnh phúc ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến toàn thể quý vị. Xin chào quý mời hai em ạ. Với xin mời chú trẻ với sức mạnh của mình, với bàn tay khởi động của mình, xin mời em bật cho nắp sâm panh đầu tiên lên đi ạ. Đúng không quý vị ơi? Và xin mời quý vị đồng thể chúng ta sẽ cùng sánh tay trong tay dâng những ly rượu hạnh phúc ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến toàn thể quý vị. Xin chào kính mời hai em. Hãy nước thần tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho giây phút trong đài này của đôi người nương. Hãy thật hạnh phúc và hãy mang cho phép nhầm màu để gắn kết hai tâm hồn lại với nhau trong niềm vui vô tận. Và từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc hãy gìn giữ tất chiêu cùng năm tháng. Thưa quý vị, rượu vang nó có những hương vị cay cay, ngọt ngọt và nồng nồng, đó là những hương vị của tình yêu. Và rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao chân thắm ta về cùng nhau, cùng chúc bước đến mai sau thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Vâng ạ, xin được tặng mời chú rể ạ, bật ra đắp tập anh thứ hai đây ạ. Mà ly rượu cay thì thắm tình chồng vợ, ly rượu hồng thì kính chúc mẹ cha, vì con thì cha mẹ trọng gia, ân sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Của đôi vợ chồng trẻ, họ sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để vun đắp một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà bấy lâu nay đã từng mong đợi, đúng không quý vị? Và đúng là cổ thụ là bóng mẹ cha, cây con là cả vườn hoa tuổi hồng, cha là núi mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ công sinh thành. Giờ phút này đây thích thật kính mời quý cha chú rể sẽ cùng kính dâng lên cha mẹ yêu quý của mình những cái rượu thật tình cảm và nồng ấm ạ. Và xin mời chú rể cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ vợ. Xin mời cô dâu còn lại, xin mời hai em cầm lấy và tiến về phía chính cho sân khấu tình yêu để uống nghi thức nhấp rượu ra bôi ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu ạ, cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ chồng, tỏ lòng biết ơn ông bà, xin cho mình một người chồng thật tài năng hiếu thảo và chân chất trở cho mình suốt cả đời còn lại. Và hai ly rượu còn lại xin hai em cầm lấy và tiến về phía chính cho sân khấu ạ. Vâng, cơ thể quý vị ơi, và ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện ở đây cùng chúc chia nhiều vui với thành phố cho tôi ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị hãy chuẩn bị những ly rượu của mình từ đây nào quý vị ơi. Và lần nữa chúng ta sẽ cùng giơ thật cao lên và cùng hô thật to với thành phố chúng tôi ngày hôm nay. Hai ba giơ, hai ba giơ, hai ba uống được không ạ? Và giờ phút này đây chúng ta sẽ cùng có thể cùng tiến lên phía trước một bước ạ. Cô giáo chủ trẻ chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một bước. Tiến lên phía trước một bước và cùng quay mặt vào nhau, cùng hướng ánh mắt vào nhau và ngoắc cánh tay yêu thương vào nhau, uống nghi thức nhấp rượu ra bôi trước sự thực hiện toàn thể quý vị. Vâng, xin mời hai em ạ. Vâng, hai ba xin mời ạ. Một tràng thật lớn để chúc mừng. Đón quý vị rất là nhiều. Với kết thúc quý vị thân mến, tuyệt vời đúng không quý vị? Và giờ phút này đây xin rất chào kính mời hai bên gia đình sẽ cùng tiến lên ạ. Tạo thành chữ V ạ, cô giáo chú rể trở lại bên chữ bố ạ. Tạo thành hình chữ V ạ, sẽ cùng tiến lại với nhau, cùng cụm ly với nhau trên sân khấu tình yêu. Cô giáo chú rể lùi xuống, cô giáo chú rể lùi xuống để tạo thành chữ V ạ, tạo thành chữ V để cùng sát lại gần nhau, cùng đi với nhau ạ. Xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng đi với nhau trên sân khấu tình yêu, thể kết tình nghĩa thông gia, keo sơn gắn bó bền chặt. Và chúng tôi không biết nói gì hơn, xin chúc cho con, xin chúc cho cặp đôi chúng ta sẽ được trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau và sớm sinh ra được những bé trai bé gái bổ bẩm xinh xắn như mong đợi, để các ông các bà cha mẹ hai bên gia đình sớm có cháu nội cháu ngoại được bồng được bé. Và cũng từ giờ phút này cũng xin chúc hai bên gia đình từ nay đã có dấu hiệu giải thảo, chúc các tình cảm thông gia hai bên gia đình sẽ luôn luôn gắn bó mật thiết và sẽ dành cho con cái yêu thương của mình những tình cảm và sự giúp đỡ chân thành nhất. Ngày hôm nay xin mời toàn thể quý vị hãy giơ đi cả đi rượu của mình cao lên quý vị ơi, cùng chung chia niềm vui thành phúc cho tôi ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị sẵn sàng chưa? Và xin mời gia đình chúng ta cùng giơ ly cao lên ạ, chung chia niềm vui với toàn thể quý vị. Sẵn sàng cho quý vị ơi, giơ ly cao lên ạ quý vị ơi. Giơ ly huyền cao lên đi ạ, cùng chung chia niềm vui gia đình chúng ta ngày hôm nay. Sẵn sàng cho quý vị ơi. 2, 3, giơ. 2, 3, giơ. 2, 3, uống. 2, 3, cắt. 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng xung lại với nhau nữa đấy ạ, cùng thể hiện kết tình nghĩa thông gia, con xin gắn bó bền chặt. Và một lần nữa chúng ta không biết nói gì hơn, xin được chúc cho thông gia tình nghĩa tương thân, có các thần lời ăn cập đều có nhau, bên nội bên ngoại trước sau keo sơn gắn bó bền lâu suốt đời. Và cũng xin được chúc cho con dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay xin được trăm năm nhã mặn tình đồng, nghìn năm tình mái khắc sâu một màu. Xin được chúc mừng cho hai em. Mời quý vị thân mến, và chương trình là đẽ bất quy của cô dâu Hồng Trung, chú rể Hoàng Trung xin phép được khép lại tại đây. Và ngay sau đây
Xin chân thành kính mời cô giáo chú rể của hai bên gia đình sẽ cùng tiến về phía các bàn tiệc để cùng nâng ly, cùng chung vui và gửi tới toàn thể các khách những lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được chân thành kính mời.